Sáng ngày 28 tháng 8, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh, Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày âm nhạc Việt Nam lần thứ 13, 3 tháng 9 2010, 3 tháng 9 2022. Đến dự chương trình có nhạc sĩ, nhạc trưởng, nghệ sĩ ưu tú Trần Vương Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phụ trách khu vực phía Nam, ông Nguyễn Nam Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cùng đại diện Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh và các tỉnh thành lân cận. Sau hơn 2 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đến nay, các hoạt động kinh tế xã hội đã trở lại bình thường. Theo đó là các hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng sôi nổi trở lại. Đây là lần đầu tiên Tây Ninh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Ngày âm nhạc Việt Nam. Ngày âm nhạc Việt Nam là Hội Nhạc sĩ Việt Nam lấy ngày 3 tháng 9 năm 1960 đó, thì Bác Hồ chỉ huy dàn hợp xướng bài ca đoàn kết, thì Hội Nhạc sĩ Việt Nam mới trình với lại Ban Bí thư và Chính phủ xin lấy cái ngày 3 tháng 9 làm cái ngày âm nhạc Việt Nam. Thì sau đó thì Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đồng ý lấy ngày 3 tháng 9 làm ngày âm nhạc Việt Nam, là đến nay là kỷ niệm lần thứ 13, năm nay là lần thứ 13. Trải qua 12 mùa hội âm nhạc với các chương trình nghệ thuật, các hoạt động âm nhạc diễn ra trên cả nước đã khẳng định tầm quan trọng của âm nhạc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng cũng như đời sống, góp phần tôn vinh những đóng góp của giới nhạc sĩ, nghệ sĩ, phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của âm nhạc Việt Nam, giáo dục thế hệ trẻ và tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh cho công chúng. Ngày âm nhạc Việt Nam tức là ngày tôn vinh nền âm nhạc Việt Nam với chủ đề là Hát lên Việt Nam, là cùng đánh thức tất cả người dân trong nước mình, nó là sôi động trong cái nền âm nhạc của Việt Nam. Năm nay, ngày chương trình chào mừng Ngày âm nhạc Việt Nam tại Tây Ninh quy tụ hơn 30 nhạc sĩ thuộc Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và các tỉnh thành trong khu vực đến tham dự, cùng với các chi hội chuyên ngành, chi hội âm nhạc và múa tham gia biểu diễn và giao lưu với hơn 18 tiết mục đơn ca, song ca, hát múa về chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ và quá trình xây dựng kiến thiết quê hương. Thông qua Ngày âm nhạc Việt Nam năm 2022 tại Tây Ninh đã tôn vinh các tác giả và giới thiệu các tác phẩm âm nhạc đến với công chúng. Cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật, Ngày âm nhạc Việt Nam còn là những cuộc gặp mặt, giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm nhằm tôn vinh các nhạc sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu trong hoạt động âm nhạc, động viên các nhạc sĩ phát huy các giá trị truyền thống của âm nhạc Việt Nam.